Rồi, các bạn coi thử nè. Một cái trường hợp nữa là bạn phải biết là khi nào bạn set if, khi nào bạn set L vô nữa. Có những trường hợp như sau, nhìn thử nha. Nếu A lớn hơn B. Đó. Rồi, bạn set tiếp. Giả sử như bạn có ba cái if này nè. Cái if đầu tiên là A lớn hơn B. Cái if thứ hai á là A nhỏ hơn B. Và cái if thứ ba là A bằng B. Lớn hơn B, nhỏ hơn B hoặc là bằng B. Vậy thì trong một trường hợp chắc chắn là sẽ có một cái if mà nó xảy ra được, đúng không? Một số nó không thể lớn hơn số kia thì nó có thể là nhỏ hơn số kia hoặc là bằng với số kia. Đó. Thì chắc chắn là trong một trường hợp sẽ có một cái if nào đó nó xảy ra. Thay vì bạn viết ba cái if như vậy á, bạn có thể thay thế nó bằng một cái if, một câu lệnh như sau. Đó. Nếu A lớn hơn B, bạn xét tiếp một cái L. L là cái gì đây? Là ngược lại. Ngược lại chỗ này tức là A như thế nào? Nhỏ hơn bằng B. Rồi, bên này xét tiếp cái nữa. Nếu A khác B, nhỏ hơn hoặc bằng. Mà nếu mà nó nhỏ hơn B, nó nhỏ hơn B rồi, vậy thì cái trường hợp ngược lại chỗ này nữa là cái gì vậy? Ngược lại nữa là bằng B. Tụi nó hiểu luôn, bạn hiểu không? Nè, nếu A lớn hơn B, ngược lại, tức là bạn hiểu là A nó sẽ nhỏ hơn hay bằng. Mà nhỏ hơn hay bằng, mà cái trường hợp nhỏ hơn nó xảy ra rồi, vậy thì cái L này chính là cái gì? Chính là trường hợp bằng. Đó. Cái L này chính là trường hợp là A nó bằng B. Trong một số trường hợp bạn có thể sử dụng ba cái if như thế này nè. Hoặc là bạn muốn ghi rõ ràng cho người ta hiểu thì bạn có thể để if L bên trong này, set if L. Thì hai này là như nhau nha. Hai này như nhau. Nếu trường hợp này không thỏa, nó xuống cái L này. Xuống cái L này nó set tiếp bên trong. Nếu mà cái if này không thỏa thì chắc chắn cái L này chính là trường hợp là A bằng B. Bản chất cái L này nè là A nó nhỏ hơn hay bằng. Nhỏ hơn hay bằng, và trường hợp nhỏ hơn nó xảy ra, vậy thì trường hợp cuối cùng chỗ này là bằng. Cái L chỗ này nè, nó sẽ là phủ định lại của cái if này. Cái trường hợp L này nè sẽ là phủ định lại của cái if này, mà nó vẫn thuộc về cái điều kiện nằm trong L này. Cái quy tắc lồng nhau là như vậy á. Một cái if mà lồng bên trong một cái if bự hơn á, thì cái if đó nó phải thỏa trường hợp của if bự. Nó phải kết hợp điều kiện thỏa bên trong mới làm được. Nha. Rồi. Đó là một cái bài khá đơn giản thôi. Giờ mình thử làm bài giải phương trình bậc nhất nè. Thử nha. Giải phương trình bậc nhất AX cộng B bằng 0. Mình xét bằng XL để mình làm cái bài này. Bài này đầu vào là gì bạn? Hai số AB. AB phạm vi nó là số nguyên sự. Số thực sẽ tốt hơn. Tại vì nếu như đề không nói rõ thì bạn nên cho nó là thực, để nó bao trùm nhất. Đầu vào là hai số AB thuộc số thực là số R. Đầu ra là gì? Là nghiệm. Rồi, có đầu vào, có đầu ra, quá trình nè. Bước 1 là nhập AB. Bước 2 là xử lý. Xử lý mà giải cho cái phương trình này á, là người ta sẽ nắm cái thằng hệ số đi kèm với cái biến có mũ cao nhất. Đó là nguyên tắc toán học á, là lấy cái hệ số đi kèm với cái ẩn có mũ cao nhất. Mũ cao nhất ở đây là ẩn x mũ 1. Thành ra hệ số đi kèm với đó là hệ số A. Nó sẽ đi biện luận dựa trên cái hệ số A này. Hai trường hợp A bằng 0 hoặc A nó khác không. Nếu A bằng 0 thì bạn nhìn nè, có phải nguyên cục này bằng 0 không? Nguyên cục này bằng 0 thì còn lại mỗi thằng gì? B bằng 0. Nó lại nắm thằng B, nó xét tiếp. Nếu B cũng bằng 0 luôn, vậy là 0 bằng 0, tức là vô số nghiệm. Còn nếu như B nó khác 0 thì sao? Là vô nghiệm. Còn nếu trường hợp A khác 0 thì x sẽ bằng trừ B chia A. Lý do A nó là khác 0 cho nên mình chia được. Mình xét trường hợp đó mình chia được. Quá trình xử lý nè. Bước 1
nhập AB. Bước 2 dẫn đến bước 2.1. Nếu A bằng 0 thì dẫn đến bước 2.1.1. Nếu B cũng bằng 0 thì dẫn đến bước 2.1.1. Chấm 1 nữa. Kết luận là phương trình sao? Vô số nghiệm. Đó. Bước 2.1.2 ngược lại thì phương trình vô nghiệm. Đó. Ngược lại thì x bằng trừ b chia a. Bước 3, in kết quả. Bạn xem quá trình xử lý nè. Phương trình ax cộng b bằng 0. Bước 1 nhập ab. Bước 2, ở cái bước 2 này sẽ dẫn tới một cái bước 2.1, đó là nếu a bằng 0 thì dẫn tới bước 2.1.1. Xét tiếp, nếu b cũng bằng 0 thì phương trình vô số nghiệm. Còn nếu như ngược lại, ngược lại ở cái bước này chính là ngược lại của trường hợp ở trên, tức là b nó khác 0 thì là phương trình nó vô nghiệm. Còn ngược lại của cái trường hợp bước 2.2, tức là ngược lại của trường hợp này, tức là a nó khác 0 thì y đang nghiệm là trừ b chia a, cuối cùng là y kết quả. Đó là cái quá trình mình xử lý cho cái bài phương trình bậc nhất, đúng không? Anh làm cái bậc nhất thôi, lát nữa các bạn tự làm cái bậc hai nha. Anh làm cái dễ hơn, cái khó các bạn làm nha. Đây là cái bài mình giải bằng XL để ra được cái một cái chương trình biện luận một cái phương trình như thế này. Rồi mình thử cài đặt thử nha. Thử cài đặt vô cái bài này luôn đi. Giải phương trình bậc nhất. Loát AB. Bước 1 nè. Nhập AB. Green tờ F nhập vào A. Can F phần chấm F và A. Cái bài này ngồi chiếu đây khó chịu quá. Green tờ F nhập B. Can F phần chấm F và B. Đó. Bước 1 là nhập hai số AB. Rồi, bước 2 xử lý nè. Xử lý. Đầu tiên là xét gì? Nếu A bằng bằng 0. Nếu A bằng 0. Rồi. Nhìn lại. Ở đây mình xét nếu A bằng 0 thì bên trong này mình làm trường hợp gì nữa? Nếu B bằng 0. Và trường hợp ngược lại, tức là B nó khác 0. Rồi. Ở bên trong lồng vô nha. Nếu B cũng bằng 0 và ngược lại. Đó, bên trong này mình lồng vô tiếp. Nếu A bằng 0, rồi lồng tiếp bên trong này. Nếu B nó cũng bằng 0 và trường hợp ngược lại, tức là B nó khác 0. Vô số nghiệm. B nó khác 0 thì là vô nghiệm. Đó. A bằng 0 là một trường hợp đầu tiên xảy ra. Nếu trường hợp này xảy ra rồi, nó sẽ xét tiếp tới B có bằng 0 hay không. Nếu B bằng 0 là vô số nghiệm. Ngược lại tức là B nó khác 0, tức là vô nghiệm. Bạn nào hiểu hết được chỗ này cho anh chưa? Hiểu không? Các bạn có ai không hiểu mấy cái chỗ ít em này không? Bạn mới vô làm sao? Hiểu không? Cuối lớp hiểu chỗ này ha. Rồi. Còn ngược lại ở trường hợp A bằng 0, tức là ở dưới cùng nè. Bạn muốn xét đơn giản lắm, bạn để con chuột vô cái dấu ngoặc này nè. Để con chuột vô dấu ngoặc này, thấy nó có một cái màu đập lên. Ở dưới này đập lên cái, tức là bạn hiểu là cái cặp ngoặc này đi chung với nhau nè. Đó, để dưới này cái L. LSE là L, là trường hợp ngược lại. Vậy thì khi mà để L á, là nó sẽ hiểu là ngược lại của cái x A bằng 0, tức là A nó sẽ khác 0.
thì mình in ra kết quả plus x bằng trừ b chia a, print f ra. Phương trình có nghiệm x bằng phần trăm f phẩy x, in cái nghiệm x ra xong lưu lại đó. Nếu a bằng 0, xét điều kiện bên trong, nếu b cũng bằng 0 thì print ra vô số nghiệm. Ngược lại, tức là b khác 0, print ra vô nghiệm. Còn cái trường hợp L này nè, chính là trường hợp phủ định lại của cái a bằng 0, tức là a nó khác 0 thì sẽ tính ra x bằng trừ b chia a, rồi xuất ra nghiệm x. Đó, chạy thử nha. Thử nè, nếu a bằng 0, b cũng bằng 0, bạn thấy là vô số nghiệm. Nếu bây giờ a bằng 0 mà b nó bằng 5 là vô nghiệm. Nếu a là 5, b là 1, tức là nghiệm bây giờ nó sẽ là trừ b chia a, tức là trừ 1 phần 5 là bao nhiêu bạn biết không? Trừ 0.2. Phương trình có nghiệm x là trừ 0.2. Đó, tính được kết quả đúng. Trừ 0.2 số thực cho nên để plus vô đây nha. Giờ bạn hiểu không? Qua cái bài này mình hiểu được cách xét xl cho nó. Xét xl cho cái bài này, tính ra cái xl đâu có gì khó đúng không? Nhớ cho anh những trường hợp ngược lại của nó nè. Nếu như đang xét một cái điều kiện a bằng 0 thì khi ta nói ngược lại á, là phải hiểu là a nó khác 0. Nếu như mình nói là a lớn hơn b thì ngược lại có nghĩa là a nhỏ hơn hay bằng. Nếu mà nói là a nhỏ hơn b thì ngược lại sẽ là lớn hơn hoặc bằng. Nếu mà nói a khác b thì ngược lại là a bằng b. Đó là trường hợp ngược lại nha. Ngược lại, xét trường hợp phủ định lại hết mọi thứ. Rồi thử trường hợp này nha bạn. Thử trường hợp này nè. Trường hợp này là gì bạn hiểu không? Nếu a lớn hơn 0 và b nhỏ hơn 10, tức là cái x này á, nó sẽ thỏa khi nào? Khi mà hai điều kiện nó cùng phải thỏa. Điều kiện thứ nhất là a lớn hơn 0 và điều kiện thứ hai là b nó nhỏ hơn 10 nha. Gọi hồn trở về hết nha. Có mấy bạn đang buồn ngủ nè, buổi sáng buồn ngủ mà. Nếu a lớn hơn 0 và b nhỏ hơn 10, hai cái điều kiện này cùng phải thỏa thì cái x này mới làm việc được bên trong đó. Còn nếu như chỗ này không có dấu và mà là cái dấu này thì sao ạ? Nếu a lớn hơn 0 hoặc b nhỏ hơn 10, tức là chỉ cần một trong hai cái nó thỏa thì là nó sẽ làm cái hành động bên trong. Rồi thử nghiệm chỗ này nha. Bây giờ nếu như anh nói chỗ này có cái gì đó không biết, nếu như a lớn hơn 0 và b nhỏ hơn 10 mà anh để một cái chữ L vô ở đây cái, thì bạn có hiểu được cái L này á, nó là tương đương với cái x như thế nào không? Nó tương đương cái x như thế nào? Nhỏ hơn hay bằng 0? Rồi, tiếp tục là gì? Lớn hơn bằng 10 nhưng mà ở giữa tụi nó là cái dấu gì? Dấu mặt, chính xác. Nhớ nha. Cái trường hợp L này á, nó sẽ là phủ định lại của cái x ở trên. Ở đây a đang là lớn hơn 0 đúng không? Thì phủ định qua đây nó sẽ biến thành nhỏ hơn hay bằng 0. Ở đây đang là cái dấu và thì qua đây nó biến thành dấu hoặc. Ở đây đang là b nhỏ hơn 10 thì qua đây chính là gì? B nó lớn hơn hay bằng 10. Đó, bạn hiểu chưa? Nó ngược lại như vậy. Nếu như ở đây lớn hơn thì đây nhỏ hơn hay bằng, nhỏ hơn lớn hơn hay bằng, và thì biến thành hay. Vậy nếu như ở đây mà là dấu hay thì dấu này là dấu gì? Là dấu và. Nó ngược lại hết những cái trường hợp như vậy nha. Hiểu không? Cái lớp mình hiểu chỗ này không? Nếu như ở trên là dấu và thì cái L chính là tương ứng là ngược lại là dấu hay. Còn ở trên mà là dấu hay thì cái L chính là dấu và. Nó ngược lại hết. Rồi có một số trường hợp người ta viết như thế này nữa nè. Nếu a lớn hơn 0, cái này rõ quá đúng không? Có một số người sẽ viết như này nè bạn. Chấm than. Chấm than. Bạn có nhớ chấm than là cái gì không? Là người ta gọi là bán tử gì nhớ không? Bán tử nó, tức là nó phủ định lại.
Nếu như ở đây người ta chỉ để là nếu A lớn hơn 0 thì quá rõ rồi. Nhưng mà nếu như người ta để một cái nốt ở đầu, tức là bạn hiểu là gì không? Phủ định đại của lớn hơn 0 tức là gì? Bé hơn hoặc bằng. Thì cái if này á, nó tương đương á, là A bé hơn hoặc bằng 0. Có nhiều người chơi mẹo á, chơi mẹo những cái đề đó là chơi mẹo á, thường nó để cái dấu chấm than ở đầu đó, là tương đương là A bé hơn hay bằng 0. Nếu như bây giờ có hai dấu chấm than thì sao? Phủ định của phủ định là gì? Là khẳng định, tức là nó tương đương là A lớn không là bình thường hết. Một số trường hợp này cần lưu ý thêm nha. Rồi, qua đây là hiểu được cái if else chưa các bạn? Hiểu được cái if else nha. Hai dạng câu lệnh, câu lệnh thiếu, câu lệnh đủ. Thiếu là nếu trời mưa thì tôi nghỉ học. Hành động nghỉ học sẽ xảy ra nếu như trước đó cái điều kiện trời mưa đã xảy ra rồi. Tức là trời nó phải mưa thì nó mới dẫn tới cái hành động là hành động nghỉ học. Đó là nguyên tắc trong lập trình. Điều kiện phải thỏa thì hành động mới làm. Nếu điều kiện rồi hành động ở dưới. Điều kiện phải thỏa, hành động mới làm. Đó là câu lệnh thiếu. Còn câu lệnh đủ là nó sẽ có trường hợp phủ định lại. Nó sẽ có trường hợp phủ định lại. Tức là nếu trời mưa thì tôi nghỉ học, ngược lại thì tôi đi học. Đó, phải có trường hợp ngược lại nha. Rồi, rồi bây giờ thử cái câu lệnh rẽ nhánh nào bạn. Câu lệnh rẽ nhánh á, thực ra là nó y chang như là cái câu lệnh điều kiện thôi, không khác gì hết. Câu lệnh rẽ nhánh y chang như là câu lệnh điều kiện, tức là nó cũng xét trường hợp. Bạn cứ hình dung như thế này nè. Câu lệnh rẽ nhánh nó là như thế này. Anh làm thử một chương trình thế này nha. Số 2 nha. Sự giống nhau của câu lệnh điều kiện. Ồ, quá dài rồi. Của hai dạng. Đây, sự giống nhau của hai dạng, được chưa? Cho bạn coi thử cái sự giống nhau của nó, nếu bạn hình dung nè. Chẳng hạn anh làm một cái chương trình như sau. Anh biết là trong lớp mình những bạn nam có những bạn thích xứ sở mặt trời. Có những bạn sẽ thích kiểu Nhật, Tây, Mỹ gì đó. Giờ anh làm một cái lựa chọn, một cái menu hỏi ý kiến từng bạn. Coi là bạn thích xem phim của nước nào, bạn thích xem của nhân vật nào, ví dụ như đi nha. Anh thì anh nhớ một số cái tên tiêu biểu. Thôi bây giờ hỏi vậy đi. Return không? Bring the F vậy nè. Đầu tiên anh có cái menu nha. Một cái menu. Cách để tạo một cái menu trong lập trình nè. Rồi, bring the F. Một. Một là gì? Ví dụ như là Takiyawa Laura. Ồ, có một thôi mà, từ từ. Yuki Hatano. Số 2 chứ. Rồi gì nữa nhỉ? Maria Oyawa. Rồi, đóng lại. Ba người thôi. Rồi, nó hỏi mình một câu là bạn muốn xem phim của ai? Hai chấm một cái. Nó có một cái lựa chọn, một cái biến lựa chọn. Nó cho mình scan F lựa chọn vào, nhập cái lựa chọn vào. Tức là ở đây nó sẽ có 3 lựa chọn là 1, 2, 3. Rồi nó sẽ hỏi là mình là bạn muốn chọn xem phim của ai. Rồi mình sẽ nhập cái lựa chọn của mình. Lựa chọn đây tức là mình nhập số 1, số 2, số 3 là tự nó hiểu. Rồi sau khi nhập xong mình kiểm tra điều kiện ở dưới nè. Nếu lựa chọn bằng 1, bằng 1, tức là hiểu là bạn xem phim của Takiyawa. Ngược lại. Thường ngược lại người ta viết nếu bên trong á, người ta còn một cách viết khác như thế này nè các bạn. Ngược lại nếu, viết ngang hàng luôn.
đó là cách viết của mình. Bằng bằng 2 Green tờ F. Ngược lại nếu lựa chọn là bằng 3, tức là Maria nha. Rồi, ba cái trường hợp lựa chọn nè. Đầu tiên nó hiện cái menu xong, nó hỏi mình là bạn muốn chọn coi của ai, rồi mình nhập cái lựa chọn vô. Nếu lựa chọn là 1, nó sẽ nói là bạn xem phim của người đó. Nó ra cái thông báo cho mình biết lựa chọn là 2, lựa chọn là 3. Rồi chạy chương trình lên, bạn thấy nè, nó ra cái bảng menu nè. Rồi bạn muốn xem phim của ai, ví dụ như mình chọn số 1 đi, mình enter cái nó nói là bạn đã chọn xem phim của Akiyawa Laura. Thử chọn số 2 Yuki Hatano. Lựa chọn số 3 là đó, thánh nữ là mẹ của thiên hạ. Đó, rồi thì bạn thấy không, cái cách để tạo cái menu là như vậy đó. Nếu như mình dùng XL để mình tạo một cái menu, nó sẽ có những cái lựa chọn, xong rồi sau đó mình kiểm tra, nếu lựa chọn là 1 thì nó là tương ứng với cái hành động là bạn đã chọn ai đó, nếu lựa chọn là 2 là chọn người nào đó, lựa chọn là 3 là chọn ai đó. Đây là một cách để tạo cái menu bằng cái câu lệnh if mà mình vừa mới học thôi. Hiểu được chỗ này không? Hiểu rõ không? Đó. Rồi, giờ mình thử chọn số 4 nha. Số 4 sẽ không ra gì hết, bởi vì số 4 nó không hề nằm trong một cái lựa chọn nào. Mình chưa xét cái if else cho cái số 4. Cho nên chỗ này mình sẽ làm như sau. Chỗ này làm như sau, bạn nhìn nè. Nếu lựa chọn là 1, ngược lại nếu lựa chọn là 2, ngược lại nếu lựa chọn là 3, ngược lại nếu nha, tức là phủ định lại cái trên và nếu như nó là cái khác. Cuối cùng nếu như nó là, nếu như là ngược lại, bạn chỉ cần để một chữ L như thế này thôi. Bạn để một mình cái L như thế này nè, là từ khác nó hiểu là phủ định lại của tất cả mọi cái ở trên, tức là nó không phải là 1, không phải là 2, không phải là 3, thì nó sẽ đi một cái L này. Lựa chọn không hợp lệ. Không hợp lệ. Đó, nếu như bạn để một mình cái L này thôi á, là nó sẽ là phủ định lại của tất cả mọi cái trên. Thử nha. Nếu đây là số 1 nè, là chuyện như bình thường đúng không? Nhưng mà thử nè, số 4 đi, là lựa chọn không hợp lệ. Thử số 8 nè, cũng là không hợp lệ. 69 nè, cũng là không hợp lệ. Đó, vậy thì hiểu nè, nếu như không hợp lệ là bạn chỉ cần để một cái dòng L này thôi á, là tự khắc nó hiểu là phủ định của tất cả mọi cái ở trên. Nếu là 1, ngược lại nếu là 2, ngược lại nếu là 3, thì cái L này nó hiểu là ngược lại của tất cả mọi cái ở trên. Chứ nếu như chỗ này bạn không có ngược lại nha, mà bạn để thế này, bạn để if, bạn để if, thì đố các bạn biết cái L này là ngược lại của cái nào? Ngược lại của cái 3. Thử nha. Nếu để số 2 vô, để số 2 vô là bạn chọn của Yuki Hanano rồi, thì không lựa chọn không hợp lệ là đâu có được. Và phải hiểu nha, nếu như bạn chỉ để ít, vậy thì cuối cùng mà bạn để một cái L á, là nó hiểu là cái L này sẽ là phủ định lại của cái ở trên, đó là cái 3. Còn nếu như ở những cái ban đầu mình để cho anh cái từ L ít vô, để L ít, thì cuối cùng mình để một cái dòng L á, nó sẽ hiểu là phủ định của tất cả mọi cái ở trên. Đó là cái trường cuối cùng. Hiểu chỗ đó chưa? Cấm tuyệt đối không được về nhà sờ tung tung nha. Có tên nào mới không chị Anh coi? Tên nào mới nổi trong thời gian gần đây? Sao đẹp trai? Có đẹp trai hả? Không, cái đó không có đâu. Cái đó không có đâu. Linh có cái nào mới không em? Ừ, mấy này đóng phim hoạt hình. Phim hoạt hình. Cười gì? Mấy này không biết sao bị cười nữa, ngộ ghê. Cái đó ở bên Nhật Bản nó là một cái ngành công nghệ nổi tiếng, một cái ngành giải trí mà kiếm tiền rất là nhiều ở nước Mỹ, ở nước Nhật nha.
chẳng qua là xã hội được kiếm gì thôi, chứ thực ra nó là một cái ngành hợp pháp. Anh ủng hộ ngành đó. Rồi, ghi chú ý cho anh chỗ đó. Đó là cái trường hợp ngược lại L, ngược lại cuối cùng. Thử nha, nếu như cũng cái chương trình này á, mà chúng ta không muốn làm bằng XL, chúng ta có thể làm bằng Switch K. Làm như sau. Thử nè. Giờ anh copy lại hết cái chỗ này, anh đem qua làm một cái nội chất mới là nội chất 3. Add new nội chất. Câu lệnh rẽ nhánh. Ok. Thử nha. Ở cái project 3 này á, thì vẫn để cho nó cái menu lại, vẫn là cái menu này, vẫn nhập cho nó là XL. Nhưng mà chỗ này nè, mình không có để XL set điều kiện là trường hợp nếu như bạn chọn ai nữa, mình không dùng XL nữa, mà mình dùng Switch K. Dùng như sau. Switch K. Lựa chọn, đưa cái lựa chọn vô. Switch lựa chọn. Tức là nó sẽ đi xem xét cái biến lựa chọn này. Và nó sẽ kiểm tra nè. Scale 1 2 chấm. Printf. Cái cú pháp của nó nha. Test 2. Rít. Test 3. Cái cú pháp của nó là như thế này nè bạn. Switch. Switch một cái biến hoặc là một cái biểu thức, miễn là nó trả ra một cái giá trị gì đó. Mà cái giá trị này phải là số nguyên nha. Số nguyên, không nhập số thực. Nhớ cho anh cho đó. Switch, nhập cái biến gì đó phải là số nguyên. Rồi, K1, K2, K3. Ở mỗi K á, nó có cái từ khóa read, read, read. Rồi, cái câu lệnh là bạn đã chọn gì đó. Rồi, nhìn lại nè. Switch lựa chọn K1, read K2, read K3, read. Ở mỗi cái K bạn để vô một dòng, một cái dòng thông báo bạn đã chọn gì đó. Rồi thử nha, chạy lên dùm lên. Ví dụ ở đây anh bấm vô số 1, nó sẽ báo là bạn đã chọn Takiyawa Nora. Thử chọn số 2, Hatano. Thử chọn số 3 là Oyawa. Rồi, đó là cái trường hợp thay vì mình dùng XL mình có thể dùng bằng Squid K. Thì cái này nó gọi là câu lệnh rẽ nhánh. Câu lệnh rẽ nhánh là thế này. Rồi thử nè. Bà biết tại sao nó lại có cái cú pháp read ở đây không? Thử nếu như chỗ này anh bỏ cái từ read này đi nha. Anh bỏ cái dòng này đi. Rồi chạy lên. Bỏ cái từ khóa read đi, chạy lên. Giả sử bạn chọn số 1 nè, nó sẽ chạy ra hai người, Laura và Hatano, hai đối thủ. Đó, nó sẽ chạy ra hai người. Lý do tại sao? Cái từ khóa Rick ấy, nó có chức năng là sau khi làm xong một cái câu lệnh nào đó rồi á, nó sẽ dừng lại, nó không có chạy xuống dưới nữa. Nếu như bạn không có cái từ khóa đó, bạn thấy là nó sẽ bị chạy xuống cái trường hợp ở dưới luôn, là không có được. Cái cú pháp của nó là yêu cầu là phải có read đi kèm theo nha. Rồi, một điều nữa nè, ở đây á, cái câu lệnh read và f nè chỉ là một câu lệnh thôi. Cái từ khóa read này là cái cú pháp nha, chứ không phải là gì. Còn cái này là chỉ là một câu lệnh.
dù nó chỉ là một câu lệnh thì bạn nhớ khi mở ngoặc, khi mà để ra một câu lệnh bạn cứ để cho anh một cái dấu ngoặc vô. Ở đây để làm tắt á, phải để vô rõ ràng như thế này nè. Bạn nhìn kỹ nha, để mà lỡ sau này bên trong cái key á bạn sẽ có hai câu lệnh, ba câu lệnh thì bạn để cho nó trong dấu ngoặc. Mở dấu ngoặc ra đây là cái vít không nằm trong dấu ngoặc nha, nằm bên ngoài. Đó, mở ra. Ghi lại cho anh chỗ này. Đó, mở ra. Mở cái ngoặc ra để cái điều kiện vô bên trong. Còn cái cú pháp vít là nó đi là cái cú pháp của nó luôn rồi. Được chưa? Hiểu được cái câu lệnh rẽ nhánh này chưa? Hiểu câu lệnh rẽ nhánh nha. Rồi thử nè. Giả sử như chỗ này nè, anh chạy lại. Anh nhập số 69 đi. Nó sẽ không ra gì hết. Lý do là anh chưa xét cái trường hợp là nếu như nó không phải là 1, 2, 3 thì nó sẽ báo không hợp lệ. Hồi nãy ở chỗ này á, mà xử lý bên if là anh dùng cái câu lệnh L đúng không? Nếu, ngược lại, cuối cùng là ngược lại thì là không hợp lệ. Thì bên này nó có một cái từ khóa, đó là default. Mặc định đó. Cái default này là như thế này nè. Nếu như tất cả những cái ở trên á mà không có cái nào làm hết á thì cuối cùng nó sẽ rơi vào cái default này. Đó là lựa chọn không hợp lệ. Nếu như tất cả key 1, key 2, key 3 không có key nào nó thỏa hết thì cuối cùng nó sẽ rơi vào cái default, nó sẽ ra cái câu thông báo là lựa chọn không có hợp lệ. Và cái này mình cũng để cho nó trong dấu ngoặc luôn nha. Để cho nó trong dấu ngoặc luôn. Rồi chạy lên. Bạn coi nè, ví dụ 123 bây giờ nhập 69 vô đi. Nó sẽ báo là cái lựa chọn không có hợp lệ. Đó. Rồi. Và một điều nữa, do cái default là cái nằm ở cuối cùng rồi, cho nên bạn thấy anh sẽ không có cần dùng cái từ khóa read này nữa. Bởi vì nó đã ở cuối cùng rồi, thì sau khi làm xong tự khắc cái chương trình nó thoát ra, mình khỏi cần dùng cái từ khóa read ở cuối cùng. Cái nguyên tắc viết cái script key á là cái dòng nào ở cuối cùng á thì cái đó sẽ không cần để từ khóa read, khỏi cần để, bởi vì nó là ở cuối cùng rồi. Nếu như những cái trên không thỏa, nó mới xuống cái dưới cùng này thì nó thoát ra luôn, khỏi cần để cái từ khóa nó chi giới dư thừa hết. Default là trường hợp ngược lại, nó tương đương bên kia là cái L á, cái L phủ định lại, ngược lại tất cả mọi trường hợp. Đó, vậy là lấy cái ví dụ này là các bạn hiểu được cái sự giống nhau của cái XL với cái script key này chưa? Hiểu rõ không? Được không? Ổn không? Bạn ở dưới sao? Rồi, hôm nay còn một bạn mới là nữa đâu rồi? Vậy nên có trốn học rồi. Rồi, đó là những trường hợp của câu lệnh điều kiện và câu lệnh rẽ nhánh. Cái câu lệnh rẽ nhánh mà không có cái default á, cái câu lệnh mà không có default, người ta gọi cái câu lệnh đó là câu lệnh thiếu. Còn câu lệnh mà nó có default á thì cái câu lệnh đó người ta gọi là câu lệnh đủ. Nó cũng tương tự như bên kia rồi. Bên kia nếu như chỉ có cái if không thôi á thì là thiếu, còn nếu có cái else là đủ. Bên này nếu như chỉ có script key thôi á thì là thiếu, nếu như có thêm cái default ở cuối cùng thì là đủ. Default nó là cái trường hợp phủ định lại của tất cả mọi cái key á. Nếu như key 1, key 2, key 3 không có key nào thỏa hết là nó rơi vô cái default. Còn giả sử như mình chọn lựa chọn là lựa chọn 2 đi, nó làm xong cái key 2 xong, nó gặp cái từ khóa gì nè, từ khóa read, là nó sẽ thoát ra luôn, nó không có chạy xuống dưới nữa. Bạn hiểu không? Nó xét từ trên xuống, gặp cái từ khóa read là nó thoát ra luôn. Còn nếu như tất cả những cái ở trên mà không có cái nào thỏa hết á thì cuối cùng là cái default là nó sẽ làm ở cuối cùng, khỏi cần read dưới này. Một số trường hợp lưu ý nha. Giả sử như chỗ này nè, anh không có để cho nó là cái biến kiểu in, anh để là biến kiểu cha. Cha là gì rồi biết không? Cha là ký tự, mà thực chất nó cũng là gì? Thực chất nó cũng là số nguyên. Thực chất cũng là số nguyên mà. Vậy thử á, anh cũng để phần trăm C ở đây luôn. Tại vì ký tự thì là phải là gì? Phần trăm C mà. Rồi bây giờ anh chạy chương trình lên. Nếu như anh chọn số 1, enter cái, nó sẽ không còn là lâu ra nữa mà nó sẽ là lựa chọn không hợp lệ. Rồi, thử lại. Nếu chỗ này để phần trăm D chạy lại, chọn số 1 thì nó là lâu ra.
Nhưng mà nếu như cũng cái cha đó, chỗ này là bác chưa lựa chọn, chưa hợp lại nè. Tại vì mình đang để cha mà. Nếu như chỗ này bạn để phần trăm C theo đúng cái đặc tả của cha mà bạn nhập vào cái số 1, bạn coi lại nè, nó đâu có cho đúng không? Thì đoán được tại sao, tại sao nó không cho? Sao? Không nghe gì luôn. Tại vì cái số 1 khi mà mình nhấn cho bàn phím á, thì nó là cái ký tự, là cái ký tự chứ không phải là số 1. Bạn biết cái số 1 là có mã key là bao nhiêu không? Số 1 là 49. 49 thử nha. 49. Khi mình nhập 49 á, thì nó mới hiểu đây là cái mã key của cái số 1. Ý, 1 là như 48 hay 49? 48 hay 49 thôi. Từ đây anh nhớ lại coi. Từ ký tự mà sang số là trừ bao nhiêu á. Có ai nhớ học cho trường cái câu này không? Không, bây giờ nè. Nếu như bạn muốn làm nhanh á, bạn để vô cái này. Số 1. Nếu như ở đây nó là cha nè, bạn để cho anh một cái ký tự vô. Bạn có lại. Ghiền nhắn cho người dấu nhắn. Nếu như bạn đang là cái ký tự cha, nhớ cho anh một điều nè. Cái biến lựa chọn và cái key á, hai cái này là một cặp đi chung với nhau. Nếu như lựa chọn của bạn đang là kiểu ký tự thì ở đây bạn phải là ký tự luôn. Phải là ký tự 1, ký tự 2, ký tự 3. Thì chạy nó lên nè. Chạy nó lên, bạn bấm số 1 thì nó mới ra là long ra. Bạn hiểu không? Hai cái đó là đi chung với nhau. Còn nếu như trường hợp hồi nãy á, là sao? Ở đây là phần trăm D, nó là số nguyên, là cái biến lựa chọn là số nguyên. Thì chỗ này bạn để cái số 1 thôi là được rồi. Nhưng mà vì ở đây bây giờ nó đang là ký tự, bạn phải để cho nó là ở dạng ký tự thì nó mới chịu. Hoặc cái thứ hai á, là ở chỗ này nè, bạn để cho nó là 49. 49. Bởi vì khi bạn nhấn cái số 1 trên bàn phím á, thì nó là ký tự 1. Tương ứng cái mã key của nó là 49 ở chỗ này. Thì nó mới hiểu. Thử nha. Nếu giờ nhập số 1 enter cái thì nó sẽ hiểu là lâu ra. Bởi vì cái số 1 có mã key kiểu số nguyên là kiểu số 49 thì nó mới hiểu. Còn nếu không á, thì ngay tại chỗ này nè, bạn làm cho đơn giản, bạn để cái số 1 kia luôn. Đó. Hiểu được hai cái điều đó không? Cái biến script nằm trong cái script nè, nó là kiểu số nguyên thì ở cái khác tương ứng á phải là số nguyên luôn. Nếu ở đây là ký tự thì tương ứng ở đây phải là ký tự, nó đồng nhất hai cái với nhau. Sao em? À, ví dụ mà em làm tới cây 49, từ cây 1 đến cây 49 thì lúc em bấm số 1 đã ra đến hai lựa chọn. Sao em? Nếu mà em làm là phần trăm D. À, phần trăm D. Mà cây là từ cây 1 đến cây 49 tức là 49 cây. Ờ, đúng rồi. Không, bấm số 1 thì cũng chỉ có cái cây 1 thôi. Bởi vì lúc đó em đang là phần trăm D thì nó là D luôn. Còn nếu như mà em để cho nó ở đây là phần trăm C, em cho nó chạy từ cây số 1 tới 49 thì khi em nhấn số 1 làm phím nó sẽ ra cây 49 tương ứng. Tại vì cái số 1 khi mà em để phần trăm C đó là ký tự, thì cái số 1 trên bàn phím đó, ký tự của mã key là 49, nó sẽ đi vào cái cây số 49. Hoặc nếu như em không muốn làm rắc rối như vậy á, thì em để cho nó là số 1, nhưng mà nhớ là phải có cái cặp dấu nháy kép cho nó hiểu, nháy đơn để cho nó hiểu là ký tự. Thành ra một điều nhớ đơn giản thế nào, switch bên trong nó là một cái biến kiểu gì thì ở trong cái key á sẽ là cái biến tương ứng. Ở đây là kiểu ký tự thì ở trong này là ký tự để giống như cái nháy đơn vô. Ở đây là phần trăm D là số nguyên thì ở đây khỏi cần ký tự vô, để trực tiếp số nguyên vô. Các bạn hiểu nó tương đồng một cặp với nhau không? Nó đi một cặp với nhau là như vậy đó. Cái này là một cái lưu ý nha. Nhiều đứa nó cứ theo thói quen là key 1, key 2. Lỡ mà mình nhập kiểu ký tự thì chỗ này phải là ký tự vô. Nhớ là cái cú pháp read ở dưới này. Read, read. Được chưa? Có ai thắc mắc bài chỗ này không? Hỏi đi em.
một ký tự em, tại vì em đang có một ký tự mà. Sao? À, trong nháy nháy để số 10 hả? Để coi được không? Thử thôi. Chạy lên. Ký tự thì là một ký tự thôi. Số 10 là nó rơi vào cái lựa chọn không hợp lệ là cái default. Tại vì ký tự là chỉ có một cái thôi, là từ 0 tới 9 thôi. Nếu mà hai cái là nó không chịu. Đó. Tính ra là nó dở lắm. Thằng suýt cây so với XL nó còn dở nhiều thứ lắm. Nếu mà để ký tự là nó còn giới hạn là phạm vi hơn nữa. Rồi gì nữa không? Có ai hiểu chỗ này không nè? Squid K. Tuy nhiên là có lý do người ta mới tạo ra cái này nha bạn. Có lý do người ta mới tạo ra cái thằng Squid K này. Squid K. Lấy cái menu này chắc mấy đứa nhớ dài lắm đúng không? Về nhà hoàn thành thêm cho anh một số cái, một số tên mới như vậy đi. Mấy trăm rồi hả? Sao coi hết được? Không thể nào. Không thể nào. Coi có sưu tập lại không? Trong máy tính của anh có bỏ ra 20 ghi trống để sưu tập lại á. Nếu mà các bạn coi những khóa trước của anh á, cuối khóa tụi nó xe nhau ghê lắm. Xe lên rút luôn. Rồi thử nè. Tại sao người ta lại phải dùng Quick K? Có người hỏi anh đó là bên trong cái cây nè, bạn lồng cái ít được không? Được luôn nha. Bên trong một cái cây á, bạn có thể lồng cho anh một cái ít vô cũng được. Lồng một cái ít L gì đó vô. Được luôn nha bạn. Hoặc là bên trong một cái cây nè, bạn lại để một cái switch cây khác luôn cũng được luôn. Đó, ABC gì đó. Bên trong một cái cây đúng không? Bạn để thêm một cái switch cây nữa cũng được luôn. Nó cũng như XL á, lồng bao nhiêu cái cũng được. Rồi bên trong cái cây này nè, bạn có cái cây nữa, lồng bao nhiêu cái cũng được. Nha, lồng bao nhiêu cái cũng đều được hết. Mà không ai từng làm rắc rối như vậy đâu. Cái lý do mà người ta dùng switch cây á, có cái ưu điểm gì so với XL à? Nó ở một chỗ duy nhất thôi. Nếu như mà ở đây bạn đang là cây 1, cây 2, cây 3, cây 4, cây 5 gì đó. Nếu như chương trình của bạn á, có nhu cầu một hàng nó liên tục nhau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thì nếu bạn dùng switch cây á, cái tốc độ chạy nó sẽ nhanh hơn là dùng XL. Ở chỗ là trong máy tính nó hỗ trợ sẵn cho mình á, nếu như từng cái cây á mà nó liên tục nhau, khi mà chạy á, nó gom vô một cái bảng, nó gom nhóm vô một cái bảng, từ đó nó đối chiếu lấy cái giá trị ra rất là nhanh. Nếu như những cái giá trị trong cây liên tục nhau từ 1 tới 9, từ 1 tới 100 gì đó, 1, 2, 3, 4, 5 đến 100 thì khi chạy á, nó sẽ nhanh hơn XL. Đó, nhanh hơn là có nhanh hơn luôn. Nhưng mà nói ra so với cái tốc độ máy tính bây giờ thì nói là nhanh nhưng mà tính ra cũng không có bao nhiêu đâu. Tại vì tốc độ máy tính bây giờ nó nhanh lắm rồi. Nhất là khi với 512GB SSD nó ra 16GB là còn nhanh nữa. Tôi già đảo quá. Không sao. Chắc các bạn ở nhà cũng có thói quen đó mà đúng không? Rồi, ok, đó là những cái điều lưu ý ở cái thằng switch cây cho anh. Nhớ nha, nếu từng cái cây, cây 1, cây 2, cây 3, cây 4, cây 5 nó đang liên tục nhau, đang liên tục nhau thì bạn dùng switch cây nó sẽ nhanh hơn là dùng XL. Còn nếu như nó không liên tục nhau thì không được nha. Ví dụ như đang làm 1, 2, 3, 4, 5 tự nhiên không là 7, 8, 9, 10, bỏ mấy cái số 6 đi, nó bị đứt đoạn ra một cái là không được. Nó phải liên tục nhau từ 1 cho đến bao nhiêu đó, nằm một hàng dài liên tục với nhau thì khi chạy nó sẽ nhanh hơn XL. Đó, ai đã nói hết cái nội dung của Squid K và XL. Nhìn nè, các giá trị trong cái Squid chỉ có thể là kiểu số nguyên, ký tự hoặc là chuỗi, không được trùng nhau và phải có cùng kiểu dữ liệu. Và nhìn thử nha, bây giờ anh để lại cho nó là phần trăm D đi. In phần trăm D
1, 2, 3, bỏ vô đây. 1, 2, 3. Rồi. Giả sử như ở dưới này nè, anh lại có thêm cái cây nữa. Đang 1, 2, 3 thì ở dưới này anh có cây 2, nó sẽ có lỗi. Các mệnh giá trong cây nó không được trùng nhau, là một cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, không chấp nhận cái mệnh, cái kiểu mà là khác một trong ba kiểu sau đây: số nguyên, ký tự hoặc là chuỗi. Nếu như chỗ này bạn là tích hợp 2.5 đi, nó sẽ không cho. Nhớ nha, cây nó chỉ nhận được số nguyên, số thực, số nguyên, ký tự hoặc là chuỗi. Còn những cái khác nó không chịu, ví dụ như là xuất thực nó không chịu. Đó, xuất thực nó không chịu nha, 2.5 là không chịu. Trong khi ở bên XL mình có thể làm như vậy được không? Bên XL nó lại nhận xuất thực được. Ví dụ như nếu A bằng bằng 2.5, A bằng bằng 2.5, thì cái câu lệnh này là một câu lệnh OK, 2.5 nó có hỗ trợ cho mình nha. Rồi, bên này thì đã thua chỗ đó. Hoặc là bên này nếu như K lớn hơn 100, nó có hỗ trợ. Trong khi ở bên này mình có thể xét được không? Nếu A lớn hơn 100 thì đó cũng là cú pháp hợp lệ. Do đó bạn thấy là Squid K nó chỉ hơn được ít ở một chỗ duy nhất thôi. Đó là nếu như nó liên tục nhau thì chạy nó sẽ nhanh hơn. Còn so ra thua rất là nhiều. Ở chỗ nào? Nó không hỗ trợ xuất hợp. Nó không cho mình lớn hơn, nhỏ hơn, lớn hơn hay bằng, nhỏ hơn hay bằng, hay là khác. Nó chỉ hỗ trợ cho mình một cái duy nhất thôi là bằng. Nó so sánh bằng đúng với cây đó thì nó mới làm thôi. So ra Squid cây nó dở hơn ít ở những chỗ như vậy. Hiểu được chỗ đó chưa? Không hỗ trợ xuất thực, không hỗ trợ bất kỳ một cái gì khác ngoại trừ so sánh bằng thôi. Chỗ này mình muốn thì nó phải là cây 4 thì mới được, không được trùng nhau nha. Đó, nhận biết khi nào nên sử dụng câu lệnh điều kiện, khi nào nên sử dụng câu lệnh rẽ nhánh. Bạn nhìn nè, khi ta cần so sánh bằng giữa hai giá trị với nhau thì ta sử dụng cái nào cũng được. Còn những cái loại so sánh khác như là so sánh lớn hơn, nhỏ hơn, lớn hơn hay bằng, nhỏ hơn hay bằng, hoặc là so sánh khác thì dùng Squid K không được, mà chỉ có thể sử dụng được câu lệnh điều kiện tiếp theo thôi, là một cái trường hợp. Rồi, nếu giá trị mà mình so sánh bằng á, mà không thuộc trong ba loại kiểu dữ liệu mình quy định như là kiểu ký tự, kiểu số nguyên, kiểu chuỗi, thì cũng không dùng Squid K được, chỉ dùng được XL thôi. Vậy nếu như chỉ có thể sử dụng mỗi so sánh bằng giữa hai giá trị với nhau nhưng mà phải là thuộc số nguyên, số ký tự hay là chuỗi, thì Squid K hơn được ít ở chỗ nào? Đó là chạy nó sẽ nhanh hơn. Nó nhanh hơn là mình viết ít, bởi vì nó tạo ra một cái trình biên dịch, nó đưa cái ánh, nó đưa một cái mảng vô, nó chứa nó chạy nhanh hơn. Chỉ một chỗ duy nhất vậy thôi, không có gì hơn nữa, thấy không? Vậy sau ra bạn thấy dùng cái nào nhiều hơn? Ít nhiều hơn. Và cá nhân anh cũng như vậy luôn, anh rất ít khi dùng Squid K, thường là anh nói thẳng là không dùng luôn, anh chỉ dùng XL là chủ yếu thôi. Thành ra các bạn tập trung cho anh ở cái phần XL nhiều nhất nha. Nếu như học được XL là tự khắc Squid K nó tương tự như vậy thôi. Rồi câu hỏi đi bạn. Có ai là câu hỏi về bài ngày hôm nay không? Trước khi anh vô anh nói bài tập với làm mẫu một số bài. Nói đi em. Ví dụ cho một là các em có hai chương trình. Ừ. Mà em có thể dùng Sky mình bắt một để chạy chương trình 1, 2 để chạy chương trình 2 của mình. Tức là em có rồi chất 1, rồi chất 2. Rồi em đứng ở rồi chất 3. Em đứng ở rồi chất 3 em bấm vào một rồi chất có hai chương trình. À trong một rồi chất có hai cái chương trình gì? Không được em, bởi vì trong một project chỉ được có một hàm main thôi thì làm sao lấy được hai chương trình? Chỉ có một hàm main thôi mà. Nhưng mà nếu như em chia hàm ra, em chia thành hai cái hàm khác nhau thì được. Giống như là em làm tổng hợp một cái project tổng hợp 10 bài bên trong đi, bấm số 1 để đi vô bài 1, bấm số 2 để đi vô bài 2. Vậy thì bây giờ nguyên một cái bài 1 á, em chia hàm ra rồi em để cái hàm bên trong. Cách 1 gọi cái hàm của bài 1 ra. Còn một cái rồi chết chỉ được có một hàm men duy nhất thôi nha, không thể nào có hai hàm men được. Rồi tiếp đi em mới thắc mắc gì không? Ủa nói rồi hả? Bà mới nói là thắc mắc của em đúng không?
Vậy thì ngay lập tức hai đứa hãy liên lạc với nhau đi, tại vì cùng chung cái ý nghĩ, ý tưởng là tương giao với nhau là rất hay nha. Sao em có muốn xin số điện thoại bạn không? Anh sẵn sàng cho. Ngại cái gì? Rồi có ai có câu hỏi khác không? Nói trước khi anh nâng clip lại nè. Sao vậy? Ngồi dưới có câu hỏi gì không? Hay bạn đây dễ quá đúng không? Đương nhiên bạn đây quá dễ, tại vì cái này chắc chắn là các bạn đã được học rồi. Cực kỳ dễ. Nói nè. Ví dụ trong một cuốn solution có 3 cái project. Em đang đến ở cái project 3. Em muốn chạy cái project 1 với project 2. Ok. Mà không cần phải nhấn set up project trong cái phần Cái này thì anh chưa từng thử. Đứng ở project 3 gọi tới project 1, 2 thì chưa từng thử. Nhưng có một cách khác, đó là có 3 project đúng không? 1, 2, 3. Không đứng ở project nào hết, nhưng mà đứng ở ngoài chương trình đó. Đứng ở cái khung CMD đó, em có thể gọi tới project bài 1, bài 2, bài 3. Không cần phải gọi, không cần phải đi đứng ở trong visual. Em đứng ở bên ngoài, em gọi qua 3 cái project thì được. Chứ còn đứng ở một project gọi đến 2 cái kia thì anh chưa thử. Cái cấu trúc gọi của cái việc mà đứng ở bên ngoài chương trình gọi với mấy cái project thì học tới cái bài tham số dòng lệnh thì mới biết được. Tức là cái bài mà em thấy hàng men người ta viết cái kiểu là in men mở ngoặc in ARGC cha sao sao RGV gì đó, gọi tên cái hàm vô, truyền tham số vô. Ủa nhưng mà đứng bên ngoài cho anh lúc nào mình lập trình thì mình cũng phải đứng trong project lập trình. Ý anh nói là chạy thực thi cái project từ bên ngoài á, chỉ chạy lên xem kết quả thôi á, chứ không phải là, tức là lúc đó người ta lấy cái file SE nó chạy lên. Thử về nhà tìm hiểu thử cái đó thôi. Anh nghĩ là được, biết là sao không? Tại vì thế này nè, có phải là mình nói là mình đứng ở bên ngoài là cái khung CMD nè, mình chạy được cái đồ chết lên. Mà em biết thực chất cái lệnh trong CMD nó chính là cái gì không? Chính là tương tự bên trong này đó là cái gì? System. Hồi trước anh có chỉ các tụi bắt máy rồi đúng không? System. Vậy thì đứng ở một cái project, em để cái lệnh chạy tới một cái project 2, ví dụ như thế này nè. Cái gì mà project 2 sẹt sẹt gì đó, cái gì mà ví dụ mình nằm ở xxx là khi một xxx sẹt sẹt project 2 chấm ASE thì anh nghĩ nó sẽ chạy được. Tại vì thực chất mình đứng ở bên ngoài không CMD mình chạy được, vậy thì đứng ở bên trong project là mình gọi tới cái hệ thống như vậy nó sẽ chạy lên được. Thử đi các bạn, về nhà thử nghiệm đi, dùng cái system á. Rồi, thắc mắc gì nữa không nè? Ok nha, qua hai cái clip đầu tiên là các bạn đã hiểu được cái câu lệnh điều kiện và cái câu lệnh rẽ nhánh. Nhắc lại nè, điều kiện và rẽ nhánh giống nhau ở một chỗ. Phải có một cái điều gì đó xảy ra trước thì nó mới làm một cái hành động tương ứng. Phải có trời mưa thì nó mới làm cái hành động là nghỉ học. Đó, bạn cứ nhớ nguyên tắc đó cho anh. Phải có trời mưa thì nó nghỉ học. Đó, điều kiện xảy ra trước mới đi làm cái hành động. Và nhớ một số cái trường hợp như sau nè. Phủ định lại cái L, tức là nó ngược hết tất cả những cái trên này. Đó, set XL xong. Giờ giải lao trước rồi anh bắt đầu vô làm thử một số bài tập mẫu cho các bạn coi thử nha. Bây giờ mình muốn liên kết hai cái quyết lại với nhau được. Liên kết hai cái switch lại với nhau giống như là cách cây một của em và Mario Ozawa bấm Maria rồi cứ vậy đi. Ừ, xong rồi bấm một thì nó nói bạn muốn xem của Mario Ozawa tập mấy đúng không, rồi xong rồi nó rồi bạn muốn coi tập mấy nó thì theo cái địa chỉ một đó. Ừ đúng rồi, thì cái đó là switch lồng nhau đó, switch lồng nhau hồi nãy em nói rồi. Nếu như ở trong cách một là Takiyawa đi, em lại tiếp tục có cái switch nữa. Đó, nó lồng nhau. Rồi bên trong này đã có khác nữa. Được. Được luôn nha. Trong cái slide có hướng dẫn phần này rồi đó, em phải coi thêm cho đó. Switch lồng nhau, nó cũng tương tự như là XL lồng nhau vậy đó. XL lồng nhau được thì switch nó cũng lồng nhau được luôn. Rồi, ok. Giờ anh cho các bạn coi một cái video clip này. Các bạn có nghe về cuộc thi tính toán nhanh của Nhật Bản không? Của một con bé Nhật Bản đó. Có coi cái clip không? Ở đây bạn nào chưa coi? Rồi để mở cho các bạn coi thử nha. Bạn nào online nhớ để anh gửi cái link ở dưới cái video của bạn coi cái clip mà anh gửi cái link cho coi nha.